Video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách thức để giúp cho các bạn có thể lựa chọn được một chiếc máy lọc nước yêu kiềm phù hợp nhất cho gia đình. Thì như các bạn đã biết gần đây thì máy lọc yêu kiềm là một trong những cái thiết bị được lựa chọn rất là nhiều để với một cái mong muốn của khách hàng là để mà bảo vệ chăm sóc sức khỏe gia đình tốt hơn. Tuy nhiên thì thị trường máy lọc nước yêu kiềm thì các bạn cũng thấy là nó có rất nhiều cái phân khúc khác nhau, chủng loại, mẫu mã cũng như là nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Vậy thì làm thế nào để có thể lựa chọn một chiếc máy lọc nước yêu kiềm tốt cũng như là phù hợp với gia đình, và những cái lưu ý đặc biệt để làm sao chúng ta không sử dụng sai cách dẫn tới những cái vấn đề cho sức khỏe. Thì ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái lưu ý rất là quan trọng. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy là có rất nhiều những cái nhãn máy lọc nước yêu kiềm. Ngày đầu tiên ở đây các bạn có thể thấy đây là Panasonic. Panasonic thì cũng là một cái nhãn yêu kiềm cũng khá nổi tiếng về Việt Nam. Về mặt thị trường thì yêu kiềm Panasonic thì nó cũng không có quá nhiều cái sự nổi trội. Panasonic là một cái thương hiệu rất là lớn, tập đoàn đa ngành, rất nhiều sản phẩm. Thì với Panasonic thì họ cũng không hoàn toàn chủ động sản xuất 100%. Một số những cái linh kiện như là điện cực thì họ cũng đặt sản xuất ở một số cái nhà máy khác. Cái sản phẩm thứ hai là sản phẩm Atika. Atika thì là một cái sản phẩm được sản xuất bởi tập đoàn Hitachi Maxell Nhật Bản. Và cái điểm nổi trội của Atika đó là công nghệ điện cực. Và đối với nhà sản xuất Hitachi Maxell hay là Atika Nhật Bản thì người ta sở hữu một cái nhà máy sản xuất điện cực rất là lớn và sản xuất điện cực cho hầu hết những cái nhãn máy yêu kiềm tại Nhật Bản. Thì đấy là cái lợi thế, có nghĩa là họ có lợi thế về mặt công nghệ, về cái sản xuất cái trái tim của máy lọc nước yêu kiềm. Ngoài ra thì thương hiệu tiếp theo các bạn có thể thấy ở đây đó là Enagic. Enagic thì là một cái tập đoàn mà bán theo hình thức trực tiêu, có nghĩa là đại lý chính là người tiêu dùng. Thì với cái hình thức này thì Enagic chúng ta hay thường gọi là Kangen, là một cái thương hiệu mà được phổ cập nhất trên thế giới, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, nhờ cái hình thức là trực tiêu. Thì cái hệ thống của Enagic hay là của Kangen này có hoạt hầu khắp các quốc gia trên thế giới như là châu Âu, như là Mỹ, châu Á, và tất nhiên là ở Việt Nam thì cũng có rất là nhiều. Thì cái điểm nổi trội của Enagic này là nó được thiết kế với rất nhiều những cái tính năng. Trong đó thì điều nổi trội nhất của Enagic hay Kangen đó là có thể tạo ra nước có pH rất là thấp, có nghĩa là pH đến khoảng 2,5 và pH rất là cao là khoảng 11.5. Thì đấy là một cái điểm nổi trội của Enagic Kangen và cũng rất nhiều người biết về cái thương hiệu này. Tiếp theo là chiếc máy lọc nước yêu kiềm thương hiệu Vusa. Vusa là một thương hiệu mới cao cấp của tập đoàn Geyser Liên bang Nga. Thì bản chất thì Geyser Liên bang Nga họ không sản xuất cái máy điện phân này mà họ đặt nhà máy sản xuất tại Hàn Quốc, họ hợp tác sản xuất với một nhà máy sản xuất tại Hàn Quốc để sản xuất cái bộ điện cực và cái phần điện phân. Còn lại thì bộ lọc thì được sản xuất tại Liên bang Nga, bộ lọc thì được sản xuất tại châu Âu. Thì cái thế mạnh của máy lọc nước yêu kiềm Vusa đó chính là công nghệ lọc. Thì như chúng ta đã biết thì đối với lại Geyser thì đó là thương hiệu hàng đầu thế giới về công nghệ lọc không dùng điện, giữ lại khoáng chất nhờ công nghệ nano tổng hợp 4 trong 1 với rất nhiều cái công nghệ độc quyền từ thời Liên bang Xô Viết. Thì đấy là một cái nền tảng, đấy là một cái nền tảng khoa học hay một cái nền tảng công nghệ vô cùng vĩ đại, và nó giúp cho Geyser hay là Vusa nó trở thành một cái sản phẩm mà được sử dụng rất là nhiều tại châu Âu cũng như là những cái nước phát triển trên toàn thế giới. Ok, quay trở lại thì làm thế nào để lựa chọn một cái máy lọc nước yêu kiềm phù hợp với gia đình? Thì đầu tiên chúng ta phải thấy là dù là máy yêu kiềm hay là máy lọc nước dầu nano hay bất cứ công nghệ nào đó thì cái tiêu chí đầu tiên mà nó cần phải đáp ứng đó là cần phải tạo ra nguồn nước đạt chuẩn theo quy định là ăn uống trực tiếp. Tại vì tất cả các máy lọc nước này nó đều là uống trực tiếp, đặc biệt là yêu kiềm là uống trực tiếp chứ không có đun sôi để nguội. Chính vì như vậy, cái tiêu chí đầu tiên là nước đầu ra phải đạt chuẩn. Và nước đầu ra đạt chuẩn thì nó cần phải rất chú ý đến cái nguồn nước đầu vào và chú ý đến bộ lọc. Thì đặc điểm của tất cả những cái máy lọc nước yêu kiềm Nhật Bản thì nó đều được tích hợp một cái lõi lọc đi kèm. Và thông thường cái lõi lọc này là lõi lọc công nghệ UF, và nó có UF hay còn gọi là màng sợi rỗng với khe hở từ 0,1 đến 0,1 micro. Thì với cái khe hở như vậy thì nó có khả năng loại bỏ vi khuẩn virus. Ngoài ra thì nó còn tích hợp thêm than hoạt tính để khử màu bùi, và màng MF có nghĩa là màng micro, nó có thể khả năng lọc cặn
là lơ lửng. Thế thì với cái cấu tạo bộ lọc như vậy thì nó khá là đơn giản và nó sẽ phù hợp để xử lý những cái nguồn nước sạch, nguồn nước mặt. Đó, thì còn với Việt Nam thì với những cái đặc tính về nguồn nước hay địa chất thì nó thực sự không phù hợp. Chính vì như vậy tất cả những cái nhà sản xuất máy ion kiềm ở Nhật Bản hay Hàn Quốc thì họ đều khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng thêm cái bộ tiền lọc phía trước của cái máy ion kiềm này để hỗ trợ cho cái máy ion kiềm để nguồn nước đầu ra có thể đạt chuẩn, đặc biệt là nguồn nước tại Việt Nam. Vậy thì lựa chọn cái bộ tiền lọc như thế nào? Thì cái bộ tiền lọc nó cần đáp ứng những cái tiêu chí như sau. Thứ nhất là nó cần phải phù hợp xử lý nguồn nước Việt Nam. Thứ hai là nó cần phải giữ lại khoáng để phục vụ cho quá trình điện phân. Và một cái tiêu chí thứ ba của cái bộ tiền lọc đó là nó phải có khả năng chống bám cạn điện cực. Tại vì như chúng ta biết, cái điện cực của máy ion kiềm nó là trái tim của máy ion kiềm và nó rất dễ bám cạn trong thời gian sử dụng, đặc biệt là những cái nguồn nước có nhiều khoáng. Chính vì như vậy, sau một thời gian nếu mà cái việc bám cạn nó nhiều thì nó sẽ làm suy giảm chất lượng cũng như là giảm độ bền và cái máy ion kiềm nó sẽ suy giảm rất là nhanh. Chính vì như vậy, một cái đặc tính vô cùng quan trọng của bộ tiền lọc của máy ion kiềm cần phải có đó là khả năng chống bám cạn điện cực. Thế thì quay trở lại đối với lại cái máy ion kiềm của Geyser Vusa thì chúng ta có thể thấy được là Geyser Vusa thì sử dụng bộ lọc ngoài. Sử dụng bộ lọc ngoài và như ngay đầu video tôi đã nói, đã chia sẻ đó là cái điểm nổi trội của Geyser đó chính là khả năng sản xuất cái bộ lọc giữ khoáng nhưng lại sử dụng công nghệ lọc tổng hợp rất là phù hợp với nguồn nước Việt Nam. Và Geyser đã có mặt tại Việt Nam hơn 12 năm qua. Điều đó có thể chứng minh được là cái sự phù hợp của Geyser đối với nguồn nước Việt. Và một cái công nghệ vô cùng độc đáo của Geyser đó chính là công nghệ quasi softening. Có nghĩa là công nghệ này cho phép giữ lại khoáng chất canxi và magie. Tại vì canxi magie là hai khoáng chất vô cùng thiết yếu, đa lượng, quan trọng với sức khỏe. Nhưng lại chống bám cạn được điện cực. Đó, nhờ cái việc là chuyển đổi sang một cái cấu trúc thanh mảnh hơn và khi đó cái điện cực nó không bị bám cạn. Thì đấy là một cái công nghệ độc quyền vô cùng độc đáo. Và Geyser Vusa i5000 thì được tích hợp ngay trong cái bộ lọc. Chính vì như vậy, đối với Geyser Vusa i5000 nó có những cái ưu điểm nổi trội hơn so với những cái dòng máy lọc nước ion kiềm khác. Đó là khả năng xử lý phù hợp với nguồn nước Việt Nam. Thứ hai, nó vẫn giữ lại khoáng và tăng cường hấp thụ canxi. Và điều đặc biệt nổi trội ở Vusa i5000 đó là khả năng chống bám cạn điện cực, thì giúp cho cái điện cực nó có độ ổn định cao hơn và đương nhiên nước đầu ra sẽ ổn định hơn và đương nhiên độ bền của máy cũng sẽ tốt hơn. Thì đấy là cái tiêu chí đầu tiên để chúng ta có thể so sánh, để giúp cho các bạn có thể có được cái lựa chọn tốt nhất khi chúng ta mua và sử dụng, để giúp cho cái chất lượng máy nó ổn định nhất, để tránh cái việc là chúng ta cứ nghĩ rằng là máy lọc nước càng đắt tiền thì lọc càng tốt, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Chiếc máy lọc nước Kangen này nếu giá đúng là 139 triệu, nhưng mà nó sẽ lọc, cái khả năng lọc nó không bằng một chiếc máy có thể là 3 triệu hay 4 triệu. Đấy là thực tế. Thế cho nên là đấy là những cái hiểu lầm. Chính vì như vậy, để khi mà chúng ta mua những cái máy đắt tiền như này, chúng ta phải rất là chú ý cái nguồn nước đầu vào và cần phải lựa chọn những cái đơn vị có khả năng tư vấn cho các bạn những cái giải pháp tiền xử lý để xử lý nguồn nước đầu vào, để giúp cho có một cái nguồn nước đạt chuẩn cũng như là bảo vệ cái thiết bị ion kiềm rất là đắt tiền của mình ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Cái tiêu chí thứ hai đối với lại cái việc mà mua máy lọc nước ion kiềm đó là chúng ta cần phải lựa chọn những cái máy ion kiềm. Như chúng ta đã biết thì là cái lợi ích của nước ion kiềm đối với sức khỏe đã được chứng minh gồm hai nhân tố chính. Như trong cái cuốn của Hiệp hội Nước Chức năng Nhật Bản, đó là tính kiềm thì tốt cho hệ tiêu hóa và đường ruột. Và tính kiềm thì rất đơn giản, đó là nước có pH từ 8.5 đến 9.5. Thì về cơ bản là nước từ 8.5 đến 9.5 thì mọi máy ion kiềm đều có thể tạo ra cái mức pH này. Còn pH trên 10 là không được uống, đã quy định rất rõ trong cái quy định của Hiệp hội Nước Chức năng và cấm không được uống tại vì nó gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe. Nhưng cái nhân tố thứ hai vô cùng quan trọng như tôi đã chia sẻ ở cái video trước đó là halogen. Halogen là một nhân tố mang lại những cái lợi ích nhờ khả năng chống gốc tự do. Đó, halogen có thể mang được chứng minh mang lại những cái lợi ích bao gồm liên quan tới hệ tim mạch, thần kinh, Alzheimer, tốt cho cơ hay chống lão hóa, chống rối loạn chuyển hóa và rất nhiều những lợi khác, ích khác của halogen vẫn tiếp tục được nghiên cứu và chứng minh. Và halogen gần đây thì nó gần như là một cái trend để các nhà sản xuất phát triển để làm sao có thể nâng được cái hàm lượng halogen lên để tốt hơn cho sức khỏe
Tuy nhiên thì tại Việt Nam thì thị trường không được kiểm soát về mặt truyền thông. Chính vì như vậy, rất nhiều những đơn vị bán hàng đã lựa chọn rất nhiều những cái cách thức để quảng bá cái chỉ số Huygen. Đôi khi nó còn cao quá cái mức bão hòa thực tế. Ví dụ như một số cái đơn vị quảng cáo Huygen còn vượt quá 1.600 ppb. Có nghĩa là trên thực tế thì tại nhiệt độ phòng thì Huygen chỉ có thể hòa tan tối đa là 1.600. Có nghĩa là chúng ta sục Huygen liên tục vào, sục liên tục tại vì Huygen nó bay rất là nhanh thì nó mới có thể đạt được 1.600. Đó thì chính vì như vậy thì các bạn cần phải rất là lưu ý là hiện nay thì tại Việt Nam thì cũng chưa có một cái thiết bị đo Huygen nào để đảm bảo tính chính xác, hay kể cả những cái bút đo Huygen cầm tay mà các bạn hay thấy quảng cáo thì cũng không có sự chính xác, không có độ chính xác. Tại vì tất cả những cái bút theo nguyên lý đo điện cực như vậy thì nó cần một cái hiệu chuẩn hay một cái điểm định rất là thường xuyên. Chính vì vậy cách tốt nhất hiện nay, lựa chọn tốt nhất cho các bạn hiện nay đó là các bạn hãy lựa chọn máy lọc nước ion kiềm mà Huygen được công bố từ nhà sản xuất, có nghĩa là nó phải hiển thị minh bạch. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được những cái dòng máy nào là có hiển thị minh bạch Huygen. Thì lượt qua một vòng thì chúng ta có thể thấy được là Panasonic thì có một cái dòng mới nhất thì người ta có công bố chỉ số Huygen, còn đây là dòng TKS66 thì không có công bố về chỉ số Huygen. Thì đối với cái dòng mới nhất của Panasonic thì nó rơi đâu đó khoảng 300 ppb ở pH 9.5, có nghĩa là pH tối đa mà uống được. Còn đối với Atika là một cái nhãn máy lọc nước ion kiềm của Nhật Bản thì nó thể hiện cái minh bạch Huygen, thì cái mức Huygen các bạn có thể thấy được là mức tối đa ở ghi ở đây là 545 ppb. Đó, in ngay trên panel, hoặc các bạn có thể nhìn thấy ở trên này là nó cũng sẽ dao động, nó tùy thuộc vào cái lưu lượng nước. Đó, tối đa là 545 ppb. Như vậy là nhà sản xuất đã công bố một cách chính xác cái chỉ số Huygen để họ hoàn toàn yên tâm rằng là máy lọc nước ion kiềm Atika này là có tạo ra Huygen. Máy thứ ba là cái máy Kangen. Mặc dù máy ion kiềm Kangen là rất là đắt tiền, tuy nhiên thì trên thực tế thì nhà sản xuất cũng không có công bố cái chỉ số Huygen mà chỉ có những cái chỉ số như là pH. Đó, cứ không có bất kỳ một cái công bố nào cả. Đó. Ngoài ra thì đối với cái loại máy ion kiềm Atika thì sao? Máy ion kiềm Vusa thì chúng ta có thể thấy được là Vusa, em chưa mở nước à? Cùng hai cái à? Ok. Đây là chiếc máy lọc nước ion kiềm Vusa i5000. Đây là một cái sản phẩm mà của Geyser sản xuất, bộ điện phân sản xuất tại Hàn Quốc, nhà máy đặt xuất sản xuất tại Hàn Quốc và bộ lọc là sản xuất tại Liên bang Nga. Thì chúng ta có thể thấy được là cái chỉ số Huygen, đây là mức alkaline 2. Chúng ta có thể thấy được là đây, chúng ta chọn alkaline 3 này. Thì thông thường alkaline 3 là chế độ pH dưới 10, là chế độ mà chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên. Đây, okay. Đây, hiển thị Huygen là từ 300 đến 700 ppb. Đó. Thì như vậy là chúng ta có thể thấy được trong số những cái dòng máy lọc nước ion kiềm ở đây thì có những cái dòng là Atika và Vusa là hai dòng máy mà nhà sản xuất công bố chính xác cái khoảng chỉ số Huygen tại từng mức pH. Chính vì như vậy là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để lựa chọn. Như vậy là cái tiêu chí thứ hai, thứ nhất là về phù hợp với nguồn nước. Thứ hai đó là tính kiềm, thứ ba là chỉ số Huygen, và một cái yếu tố thứ tư vô cùng quan trọng mà khi mua máy ion kiềm các bạn cần phải chú ý đó là chế độ dịch vụ bảo trì định kỳ. Tại vì giống như tất cả các máy lọc thông thường thì máy lọc ion kiềm cũng cần phải thay thế lõi lọc định kỳ, bảo trì định kỳ. Vậy thì các bạn cần phải lựa chọn những cái đơn vị mà cung cấp máy ion kiềm có những cái dịch vụ chăm sóc bảo trì thay lõi định kỳ. Và để làm tốt điều đó thì thứ nhất cái đơn vị đấy nó cần phải có chuyên môn, có nghĩa là phải cần hiểu cái nguồn nước đầu vào. Thứ hai là cần phải có cái hệ thống phần mềm chăm sóc khách hàng. Thứ ba là cần phải có một cái nền tảng kỹ thuật để giúp có thể lên lịch phù hợp nhất, để giúp hỗ trợ cho khách hàng trong suốt cái quá trình sử dụng. Thì trên đây là bốn cái tiêu chí rất là quan trọng để cho các bạn có thể lựa chọn cho gia đình một chiếc máy lọc nước ion kiềm tốt cho sức khỏe. Còn những cái tiêu chí khác, ví dụ như là kiểu dáng hay là nguồn gốc xuất xứ hay là giá thành, thì cái đấy nó là những cái tiêu chí phụ. Các bạn có thể lựa chọn tùy theo cái mong muốn của mình. Tuy nhiên thì những cái tiêu chí trên tôi đã chia sẻ thì nó liên quan trực tiếp tới cái giá trị mà các bạn sẽ nhận được, đó là những cái lợi ích cho sức khỏe cũng như là cái sự đảm bảo để cho chúng ta có được một cái
sự sử dụng, một cái việc sử dụng mang lại cái hiệu quả cao nhất. Nếu có bất kỳ một cái câu hỏi nào liên quan thì hãy đặt trong phần comment bên dưới. Còn nếu thấy video này giá trị thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh để tôi có thể chia sẻ và lan tỏa giá trị nhiều hơn nữa.